phục vụ các chị để lần sau các chị lại mua cây mua hoa cho nhà em là chính thôi. Đây nhá, em chọn cho chị là 4 cái loại chậu ạ. Trong đó có 2 loại chậu cao và 2 loại chậu thấp. Thì chị bảo là một cái chậu này là chị trồng 3 cái cây để mang 3 cây ra đây ạ. Chị đi tìm chậu cho chị đây. Đấy. Một cái cây trồng vào như thế bỏ lá các thứ ra thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà chị thấy nhìn này. Nhìn này là nó rất là đẹp rồi. Đây là cái thể loại cao nhá. Cái chiều cao của cái chậu này khoảng tầm 30 phân nhá chị nhá. Đấy. Cái này nó chỉ khác nhau về hoa văn với hình dáng một chút thôi. Tí nữa em sẽ lại cho sang bên cái chậu bé này để cho chị nhìn. Đấy, nhưng mà rất là đẹp luôn. Đấy. Em sang cho sang một cái chậu khác. Tiếp đến là cái chậu tròn. Cái chậu tròn này thì theo em là ba cái này là hơi rộng và nó sẽ có độ ngắn ngắn. Nếu mà mình thích ngắn, trông nó chắc chắn thì là mình chọn chậu này. Còn nếu mà thích cao thì mình chọn chậu kia. Còn cái hai cái này nó chỉ khác nhau hoa văn thôi. Nhưng em thấy trồng ra cái chậu này là xinh nhất này. Thứ nhất là nó cái chậu nó thấp vừa phải, nó không kiểu cao vống cao vếu. Nó khoảng tầm chắc là 25. Cao 25. Mà nó cái chậu này nó cũng vừa với cả cái ba cái cây này. Trông nó rất cân đối. Hai nữa là cái sọc dọc này này trông nó cũng sang. Chứ còn cái chậu tròn này trông nó quê không sang. Nếu mà để em chọn thì em thích nhất là cái chậu mà cái cây đang để đấy. Còn nếu mà phương án thứ hai thì em thích cái chậu vân gai này. Chứ em cũng không thích cái hoa văn lòng hoàng kia. Đây này, đây là cái này là cái thứ nhất. Cái này là cái thích thứ hai. Đấy, em quay thế để chị xem. Nhà mình bán buôn và bán lẻ các loại cây hoa hồng môn, màu hồng và màu đỏ, kích thước to và kích thước nhỏ. Các bạn có nhu cầu thì alo một trong các số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn các bạn ạ.